Bạn đang gặp vấn đề leo rank, tạch vé playoff nhiều lần, không có nhiều thời gian để chơi game mà vẫn thích mở thẻ? Đừng có lo, vì đã có mình đây rồi. Cùng với kinh nghiệm 3 đời cứu playoff lẫn weekend league cho rất nhiều bệnh nhân, nay mình mở ra một dịch vụ cày thuê ngon bổ rẻ để hỗ trợ cho những anh em có nhu cầu. Nếu như bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ Bọ Gậy Gaming ở trên Facebook cho mình nha. Like rồi lượng sắp mới thôi. Thế thôi. Với cả là mọi người không như cái Facebook. Các bạn này cho mình thắng à? Ôi rồi lộc thế nhở? Ôi rồi ôi, đúng là ăn ở đấy. Là ăn ở đấy. Còn cái ok. Xem là game nó có những cái gì để có thể hỗ trợ cho người mới chơi cũng như là người chơi lâu rồi. Khi mà tôi thấy rằng là thằng Navas này nó có cơ hội dứt điểm và nó dứt điểm tốt như vậy, bởi vì một thằng hậu vệ mà dứt điểm tốt thì tôi chỉ đánh giá cao thằng Juan Cancelo thôi. Cái gì thế? Kéo chưa? Bốn không, ôi rồi ôi. Có nhầm không nhở? Có cần một lượt dự đoán lại không nhở? Chance to do damage. Ronaldo. Chết rồi. Teammate available. Can he open them up here? Well, could be. Trời ơi, đít bèo, đối mặt rồi, sút kêu đúng rồi. Ôi, hết giờ rồi. Hứa nhá, game này này, đá đẹp luôn này, đá đẹp, chiến thắng đẹp luôn này. Kìa. Ui trời, lên cho tôi thắng kìa ơi. Thầy đạt tuyệt vời! Thầy đạt là số 1! Thầy đạt là số 1! Một người thầy giỏi là một người không cần phải đá thắng chúng nó. Chúng nó phải cống hiến cho thầy. 20 tháng 11 chưa đến nhưng mà quà thì đến liên tục. Quà đến liên tục. Thôi thì để thầy game này thầy đá cho nó chiến nào. Được không? Được! Tình huống khá nguy hiểm của Gabriel Jesus. Quả gôn ạ. He's got the right idea with that pass. Good rồi, hay quá. Behind the defense. Well, possibilities in the center. Can he get one back? He can. He takes aim. Được đấy, lên được 26 win. Good diving stop. Rival thì cũng lên được 1-1. Đến năm nay thì nói chung là từ khi đá đến bây giờ thì vẫn loanh quanh lẹt đẹt rank 2. Tìm một cái người hoặc một cái nhóm nào. Mình không khuyên các bạn sẽ phải về. Chết rồi, mẹ thề luôn, mất tập trung thế nhở. Penalty. Bốc phét là có penalty.
And I can understand why. I think it's a poor foul. It should be a yellow card for me. Ôi, tôi nhắm mắt tôi đã penalty luôn. Oh, it didn't happen for him at all. Well, he never looked settled there. The pressure must have got. Đây, hãy đóng học đây. Ai đóng học ấy nhở? Vào à? Trời ơi, mày đang đá lại đóng học. Ông nào vô duyên thế nhở? À, thầy cảm ơn bạn Trung nhá, thầy cảm ơn bạn nhá. Đóng học nó nhạy cảm quá. Mày ơi, cái đầu mày đi, cái đầu mày này, chỗ nhiều máu này. Nhất là cái đeo gì cái góc đây. Đẳng cấp của thầy. Ui. Now with Benzema. Oh, the goal! The equalizer! They completely changed the equation. Well, here we can see it again, and he does so well to skip beyond the. Well, let's see if something comes of this. Well, oh, really good time locked together, and a set piece, a corner, can make all the difference. Oh, it's astonishing! One of the greatest comebacks you're ever likely to see. Well, here's the replay, and they work it well just to change the angle. Hey, đừng đo. Hey, đừng đo. Doesn't even have to just available. Oh, in with a chance. Hey, là số một. No wonder he's celebrating. Balapung. Thằng đối của thầy là anh gì? Đố các mày biết luôn. Là danh con chứ còn danh gì. 4-2. Thầy cố tình thầy cho nó ghi bàn trước. Và sau đó là sao? Sau đó là lộn ngược dòng. Đấy mới là một người thầy giỏi. Thầy nhường hết. Thầy nhường cho chúng mày ăn hết. Ừ, nhường hết. Thầy thua hai bàn đầu. Nhưng mà những bàn tiếp theo thì không thể nào mà chê được thầy luôn. Một người thầy vĩ đại. Trời ơi, đẳng cấp chưa? Tại vì nhá, thầy pha này là thầy đoán được là khi mà thầy sụp bóng lên là thằng Gôn nó sẽ đẩy sang cái góc của thầy. Đẩy sang góc trái phải, thầy đều có thể sút bồi được hết. Lúc ấy thì chỉ còn Gôn trống rồi, tất nhiên là thầy đã phối hợp với cái thằng Neuer. Đấy, cái này thì thầy không thể dạy được, bởi vì cái này là kinh nghiệm của một người thầy đã trải qua rất là nhiều năm tháng đứng ở giảng đường để thầy dạy cho các em. Thì thầy mới có thể làm được những cái pha này. Còn nếu như mà một người bình thường thì sẽ không thể biết phối hợp với cả thủ môn để có thể 100% là ăn bàn. Đấy, để thầy nói cho các em hiểu là như thế. Còn cái pha này thì sao? Pha này là một pha đẳng cấp của truyền bóng rồi. Rất đẹp, đúng không ạ? Đấy. Úi giời ơi, úi giời ơi. Mượt, nhìn cái bụng của thằng Benzema kìa. Tôi cảm giác là hình như nó đeo cái mũi nào hay sao ấy nhỉ? Nó cứ nung na nung nính. Úi giời ơi, pha này thì đúng là Này. Các trò nhìn này. Úi giời ơi. Nhìn Gabriel Jesus số 23. Nhìn cho thầy kỹ thằng Gabriel Jesus số 23, nhìn nó cách nó chạy và cách nhìn thầy ăn à, nhìn cách thầy tạt bóng. Úi giời ơi. Sao mà nó đẳng cấp thế nhờ? Sao mà nó hay thế nhờ? Ôi chú choa mẹ ơi. Lại được danh hai à? Đây. Quà tuần này đây. Đấy. Cho bọn mày xem kỹ đi. Đây rồi. Ấn nhá. Thầy ấn nhá. Ra thằng Rick James mà thầy cũng thích này, thầy cũng khá là chi mừng thằng Rick James. Ôi giời ơi. Korea. À đâu? À ừ, à đâu? Không phải. Tiếp theo này, đầu 8 này. Ui dồi, Nhật Bản. Thôi từ từ nhá. Thầy tắt cái này đi nào.
Ôi giời ơi, Ramsdale đếu của ông Arsenal. Có gì không? Ui cái mặt này, thôi vứt từ để thầy om chân nhá. Om chân là chân 73 đúng không? Om đầu đi. Ngày trước om chân tôi thấy nó hơi đen. Hơi đen tí ra hơi đen. 84. Ui giời ác nô, thôi không được rồi. Từ để thầy pick hết nhá. Này. Sang từ đây sang trước này. Simon Kai, ui 85. Mà wow, cũng căng đấy. Ôi thì mày lại làm đều. Gì đấy? Lại ác nô, thằng ác nô nó liên tục nó xuất hiện ở góc này vậy. Tiếp. Ui, áo màu trắng. Ừ, áo màu trắng. Hí. Đấy. Áo màu trắng tiếp này. À, kiểu gì ạ? Mẹ mày, hai thằng áo màu trắng rồi. Trời ơi, lâu rồi tôi chưa được đổ. Thôi, bên này đi, ngược lại đi. Thôi, vứt rồi. Thằng này thì từ nãy nó ra, lần đéo nào nó cũng ra rồi. Ui dồi ôi, sao nó liên tục giống nhau vậy? Ok, cái pack này là pack. Ôi dồi ôi.